anh được cùng làm lễ. Thấy cô anh mà thương ghê quá. Thấy cô anh mà mình rớt nước mắt luôn là khuya. Rồi, kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn nhé. Hôm nay thì Kiên đang đi trên đường thì Kiên gặp cụ bà này, cụ bán vé số này. Rồi con thấy là cụ yếu lắm rồi nhá, tay chân là chỉ còn gọi là da với xương không này. Hôm nay cụ bán hết vé số rồi hả? Hôm nay bán bao nhiêu tờ cụ? Hôm nay bán bao nhiêu tờ? 50 tờ. Có còn không con ủng hộ? Hết rồi hả? À, thế chiều có bán nữa không? Chiều cụ có bán nữa không? Chiều bán nữa hả? À, cụ lánh hả? À, cụ nhà gần đây không chị? À, sáng có người gái chở xe đạp ra đây. À, dạ, lát nữa con gửi cụ một ít ăn cơm nhé. Dạ, lát nữa con gửi cùng với anh cơm. Đây là thấy là cụ đi bán vé số này, thấy là bọc viết này cụ bán hết rồi. Hôm nay là cụ bán 50 tờ. Đây con mình cũng không có nhiều, mình gửi cụ một ít ăn cơm mà. Con gửi cụ một ít ít nha. Dạ. Dạ. Chúc cụ nhiều sức khỏe nhá. Thấy là năm nay cụ bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay cụ bao nhiêu rồi? Năm nay là cụ bao nhiêu tuổi rồi? 89 tuổi rồi. 89 rồi. À. 89 tuổi rồi. Ồ. 89 là cụ vẫn gọi là đi bán vé số này. Rồi. Thế bán vé số vậy vậy có ấy không, có sợ không, sợ người... còn đếm được vé số không? Hết rồi. Hết đếm được rồi hả? Ngày bán 50 tờ vậy chiều cô có bán ở chỗ nào nữa không? Dạ bán nhiều chỗ đó. Bán nhiều chỗ đó mà. Đây quý vị thấy là cụ này, tay chân là cụ còn da với xương không này. 89 tuổi rồi quý vị ạ. Trời ơi. Còn mỗi xương với da không? Muốn chết mà chết không được. Cụ đang còn phải 100 tuổi. À. Cụ phải 100 tuổi. Phải thọ 100 tuổi. Đây tay của cụ này thấy không? Còn da với xương không á, vẫn đi mưu sinh hàng ngày bán vé số. Đến mai cô bán ở chỗ nào? Dạ bán chủ tính đó. Nhiều chỗ lắm mà. Có cố định chỗ này không? Có mà hết hả? Thế là giờ mấy giờ cụ về? Mấy giờ là mình bán xong rồi, giờ mình về đâu? Giờ về chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, chỗ bà. À. Đi làm việc mà. Dạ. Thế là con muốn liên hệ với cụ là con gặp cụ sao? Hả? Con muốn ví dụ sao con muốn liên hệ với cụ thì con gặp cụ ở đâu? Đâu có biết cái chỗ nào. À cô không biết chỗ nào. À đi đủ thứ hết. Đây quý vị. Thấy cụ tay chân của cụ này không? Cầm cái tay cụ. Cụ đeo vòng. Đeo vòng. Tay chân là yếu lắm rồi. Yếu. Cụ là quê ở đâu cô cụ? Dạ. Cụ quê ở đâu? Đi làm việc. Nhưng mà cụ quê gốc ở đâu? Ở Hà Nội. Hà Nội à? Gốc Hà Nội. Cụ có con mấy người con? Tôi cũng
người con hả? Thế là con cụ làm gì? Con tôi thì còn đứa thì ở Hà Nội, bán vé số. À, cũng bán vé số luôn hả? Con cụ cũng bán vé số luôn. Thế là sáng chị chở cụ ra đây hả? Con cụ chở ra đây hả? Không, đi chỗ này chỗ kia. Dạ. Nó ở Hà Nội. À, con ở Hà Nội hả? À. À. Có ai ở trong này không? Không. Không. Thế là sáng ai chở cụ ra đây? Là con tôi. Con hả? À. Hình như cụ cũng bị lắm rồi sao á? Cũng có. Rồi. 8-9 tuổi như này được như này là mừng lắm rồi quý vị ơi. Tôi vẫn còn đi bán được vé số rồi, vẫn còn gọi là nói chuyện được là cũng là mừng lắm rồi. Chứ nhiều người cái tuổi này thì cũng rất là gọi là khó mà được làm được như vụ nhá. Đây, chân tay rồi thấy là có cái gậy này trống rồi. Dạ, con mới gửi bà rồi nè. Gậy trống này, gậy của cụ này. Không. Cái gậy nhỏ nhỏ này. Cô chống cái này đi được không? Cô chống cái này đi được không? Đi được đúng không? Đấy, cái gậy cô chống cậu đi bán vé số. Hôm nào con gặp cụ con mua vé số ủng hộ nhá. À. Hôm nào gặp đi con mua vé số ủng hộ nhá. À, ngày nào cũng bán người trên quán cà phê trên kia hả cô? À, quán cà phê, chỗ cà phê Vi á. À, có hay ở đây không? Có hay ở đó, đây? Có, bán vậy cho nó về dài nó ngồi đây. À, ngày nào cũng vậy hả? À, có thì có qua bên cởi, nó ngồi bên cởi nó, chỗ bán cam bệnh á. À, vậy mình biết chỗ cụ là sau này mình có thể giúp đỡ cụ. Đấy. À, chỉ có vòng vòng vậy thôi à. Cà phê đó thì vòng về đây rồi hay ngồi bán cam đó thôi. Dạ, chỉ có mấy khúc này đâu cô? À, vòng đây thôi à. Dạ. Thấy có cô bảo ngày nào cũng bán vòng vòng cái ngã tư Lê Thánh Tôn và đường Trương Định nha quý vị. Cô bán vòng vòng đây à? Ngày nào cũng bán khoảng 50 tờ. 50 tờ hết là cụ về nhá. Cô bán hết vé số là có người ra chở cụ về đúng không cô? Có chị gái kìa kìa. À. Sáng chị chở ra chở chỗ đó đấy bà ban ngồi đặt á. À. Bán mía cái là không hồi đó ban ngồi đây thôi là ngồi bên đó. Dạ. Quán cam á, bán cam á. Nhưng mà thấy bán hết là có người là trở về nhà. Đúng rồi. Không biết là nhà cụ ở đâu. Trở về chạy chị con gái chị bà đó. À. Đi mua dây chai hay lượm dây chai. À, con gái cũng đi lượm dây chai. Cụ có cái nón đẹp quá. Cái nón đẹp quá. Con chúc cụ nhiều sức khỏe nhá. Thế là giờ cụ ngồi đây lên mấy giờ mới về? Xíu nữa rồi. À. Con cụ có biết là cụ bán xong rồi không? Cụ có điện thoại gọi không? Có điện thoại gọi không? Có hả? Dạ. Cụ có nhớ cụ tên gì không? Dạ. Cụ có nhớ cụ tên gì không? Dạ, bà Phùng Thị Kiểu. Dạ. Bà Phùng Thị Kiểu. Bà Phùng Thị Kiểu. Dạ. À, cụ vẫn nhớ là cụ là Phùng Thị Kiểu. Năm nay là 89 tuổi. Dạ. Con ngồi đây trò chuyện với bà một xíu nha. Chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ. Tay của bà. Đây. Dạ, với xương không rồi quý vị. Chân của bà này, chân của bà là nó cái ngón nó bị sao ấy bà? Cái ngón này nó chĩa hết sang bên này này. À, bà đi chân đất à, còn có đi dép này. Có đi dép luôn này. Đây cái chân của cụ này. Cụ yếu, chân cẳng yếu lắm rồi. Tóc cụ là bạc hết rồi, đang 89 tuổi rồi mà. Cô đứng lên cô đi được không? Được. À, cô thử đi coi, cô đi coi được không? Được. À, nhưng mà yếu lắm đúng không? Được. Nhưng mà cô còn xách đồ nữa mà. Xách đồ nữa mà. Trời ơi,
cụ vẫn đứng lên, cụ còn xách đồ đi nữa nè quý vị ơi. Ồ, để con đỡ cậu nhá. Để con đỡ cụ dậy nhá. Đấy, cụ đứng đây là còn khó lắm quý vị ạ. Đấy, lưng còng luôn ạ. Cụ đứng còn khó nữa, không gì là đi cái này rất là khó luôn đó quý vị. Đây, cụ đi dép vào kìa. Đấy, nói chung là chân tay yếu lắm rồi. Yếu lắm rồi. Cụ ngồi đó cho mát. Ăn cơm chưa em mua giùm cho? Hả? Ăn cơm chưa em? Ăn cơm cô mua giùm cho kìa. Ăn cơm chưa? Anh mới quay bả đó. Đưa ba chùm nào, em ăn bánh phủ có bánh vậy. Mới quay bả đó. Thấy cô ngồi đây thấy cụ yếu lắm rồi. Mua cơm cho, mua chưa em? À. Chưa. Chưa. Bữa nào không mua cơm là bả nhịn đói đó. Ủa, cô nhịn đói không ạ? Cô có gì cô mua cơm cho cô. Mua cơm đi, mua cơm đi. Đưa ba chùm đây, con mấy cơm mua cho, lấy ba chùm đủ đi. Đây là 30. Cái đó chưa đủ. Chưa có đủ. Con gửi cho cô mua cơm cho cụ hộ cái nha. Dạ. Dạ. Rồi để nè, anh đưa tiền mua cơm cho bà nè. Dạ, cảm ơn. Con mua cơm cho bà nha. Dạ. Đây cụ yếu lắm rồi, chân cẳng này còn đi bán cái cháu. Nè, anh đưa tiền mua cơm cho bà đi, rồi đưa còn đưa cho bà đi. Có gì cô mua cho bà? Cho bà luôn á, cho bà luôn á. Cho bà cơm á, bán nước thấu lại cho bà là con cơm cho bà đi. À, thối lại cho bà đi. Đây đó thôi, nước em đó là anh cho bà luôn đó. Rồi để chị đi mua cho bà hộp cơm. Mua cơm rồi bà hãy đây nha. Bà ngồi đó đi, mấy bà ngồi đi, bà ngồi chỗ này đi. Ngồi đó đi rồi cho chị đi mua cơm cho bà. À, ngồi đây cho nó khỏe chứ bà đi không được nữa rồi. Thấy bà đi rất là khó khăn luôn nè quý vị. Thấy bà bỏ cái dép ra. Bà cô ngồi xuống đi, cô vợ con này. Thấy cụ ngồi xuống người ta còn khó nữa. Cô ăn cơm nhá, mua cơm ăn nhá, đừng có nhịn nhá. Dạ. Tay chân giống bà ở kia ngày xưa, ngày xưa bà nội ở kia cũng như cụ đấy. Bà cụ rất là sạch sẽ nhá. Cô ấy rất là sạch sẽ nha. Tay chân sạch sẽ. Cụ có cháu không? Có mấy người cháu? Ba người cháu hả? À. Cháu lớn chưa? Dạ. Đi học rồi hả? À. Chiều cô bán ở chỗ nào? Chiều bán ở chỗ nào? Chiều mà bán ở bến Thành. À, bến Thành. Chiều bán ở bến Thành. Dạ. Bên này à, cũng đi dài. À, đi dài vậy hả? Thế cô bán như vậy cô có mệt không? Mệt chứ. Mệt mà. Cũng phải kiếm tiền chứ. Cũng phải kiếm tiền. Kiếm tiền cũng phụ con đúng không? Con một cái rồi cho cháu chắc đó cụ. Nè cô mua cơm cho kìa. Cô mua cơm cho bà con kìa. Con tiền đâu mà đứa con cổng chưa có thử cho để rồi lần mắt mấy đứa nó lấy hết á. Đây. Tiền của cơm đó, cho bà. Đâu tiền bà đâu? Bà cột vào trong à. Không, ở cổng lại cho bà nó kia về nó mất hết rồi. À. Cô cột lại cho bà hả? À. Cô cột lại cho cụ đi. Một nữa chứ không thôi mở ghim ra là ghim rồi bà mở cái người bà quên hết. À. Thế để mà đưa con thủy ghé. Hãy cho con không có lấy, con bảo cho con ghim lại cho bà. Bà này được mấy chục rồi nè. Em nó mới cho bà tiền là 50 ngàn mua cơm đó. Bữa họ cho không à, nhưng mà bà không có làm ghim. Chứ cô bán ngày 50 tờ thì đâu bao nhiêu đâu.
có bán cái bữa 30 tờ mấy, có 30 tờ. 30 tờ, 30 tờ, 50 tờ đâu bao nhiêu tiền? Hộp cơm là 30 ngàn rồi. Dạ. Em biết không, mà nhờ con nó khổ quá, nó đi nông dân mạnh trường quân nó cho mà cho không đủ thiếu gì. À. Cái nhờ nó giúp đỡ rồi đó. Dạ. Không có mà. Mày cơm đi. Mày cơm đi nha. Đây giờ cô ăn cơm nè. Thôi mình thấy là cùng ăn cơm đi. Họ cũng theo đạo Thiên Chúa. Cô ăn là cùng làm lễ. Ồ, thấy cô ăn mà thương ghê quá. Của anh mà mình nhớ nước mắt luôn là khuya. Có nước gì cho cụ chai nước suối vậy chị? Cho cụ lon nước yếu này em đang tạm biệt rồi. Thấy của anh mà mình thấy luôn nhớ nước mắt thật. Mày nước đi. Nước dạ, nước. Nước mời. Mời cho cô hỏi em ơi. Rồi thấy cô ăn mà đúng thấy ngon ghê luôn á, thấy thương ghê. Cô 89, cô bảo 89. 89. 89. 89 mà bằng tuổi của cô mà được như cô ít lắm. 90 tuổi rồi. Dạ dạ rồi lát em về em trả cho. Hả? Lát nữa em đi vô đó em trả cho. Không xe em đang đứng đây mà. Không biết đâu nó trả cho bà. Rồi ok. Bà mất công. Có gì ngồi không vậy? Không sao đâu. Ngồi đây sạch. Có gì cho mình chi vậy? Thì khỏi tiền em nhé. Dạ. Cô ăn ngon không? Trời ơi cô ăn mà mình đúng rồi mình thấy mình rất thích mát luôn. Hôm nay là cũng vô tình gặp cô thôi quý vị ạ. Đây là một cái duyên đấy. Đây, thằng cô ăn rất là ngon lành luôn, mình rất là vui. Dạ, cảm ơn chị. Thấy cô ăn mình thấy thương quá trời luôn. Mong rằng là mình cũng được cái tuổi như cậu như cô. Cô còn cái răng nào không? Không là hết rồi đúng không? Giờ thì nhai bằng lợi thôi. À có canh kìa, tôi có đem canh qua hỏi không? Phải canh không? Có canh chậm mà không phải không phải gì. Thôi có... bà không có ăn rau ăn gì hết trơn. Không ăn rau ăn gì hết hả? À. Bỏ rau là bà không ăn. Cô không ăn rau hả? Hả? Không có ăn rau hả? Thì
thịt mỡ là ăn được chứ thịt nạc nó dai lắm. Trời ơi, thấy thương quá trời luôn. Quý vị ơi, quý vị anh chị cô chú muốn giúp đỡ cụ thì có thể liên hệ trực tiếp với Kiên hoặc là có thể là đến ngã tư Lê Thánh Tôn cũng như là Dương Định này nhá. Cụ hay bán ở đây lúc buổi sáng nhá. Buổi sáng ở đây bán ở đây. Đây cũng là một cái duyên mà Kiên đi đến con đường này Kiên gặp cụ rồi. Kiên cũng nói chung là cổ ít lòng nhiều, mình cũng không có nhiều để trao cho cụ, nhưng mà mình cũng là cái tấm lòng của mình đối với cụ. Mong cụ là nhiều sức khỏe. Khi nào mà mình có dịp đi qua đây thì mình cũng sẽ ghé để ủng hộ cho cụ, ghé để có thể là giúp cụ một chút ít. Cụ là ăn thịt mỡ thôi chứ nha, thịt nạc nó dai lắm. Nhìn thấy cụ ăn mà mình thấy đúng là rất là ngon luôn đó. Ở cái tuổi này rồi, con cái không có điều kiện rồi, mình cũng phải tự gọi là cụ cũng phải tự cũng đi bán vé số để cũng kiếm tiền cũng lo cho bản thân, rồi còn phụ giúp thêm cả con cái nữa. Nghị lực của cụ đúng là mình rất là khâm phục cái nghị lực của cụ. Cụ khi ngồi đây nhá, mình thấy là cụ rất là sạch sẽ nha quý vị, không phải đấy đâu, cũng rất là sạch sẽ, người thơm tho, người gọi là chứ không phải là ấy đâu. Cụ ăn rất là ngon luôn. À, lát nữa hôm sáng nay mình có mua mấy chai thơm của bé bán thơm này để mình sẽ tặng cho cụ. Cụ về nói chung là cụ nấu canh hay là cụ làm gì đó thì làm, hay là cụ có thể ăn hay là nấu canh. Cụ ăn vậy là đủ đấy. Đấy, người già người ta cũng không ăn được nhiều, để chiều cụ ăn tiếp, cụ gói lại chiều ăn tiếp á. Bỏ vào trong túi này thấy không, bỏ túi này. Túi chiều ăn tiếp. Cô uống nước nha, uống nước rồi nha. Để con mở cho cụ này. À, cô uống nước đi. Đấy, cụ nhai thấy ngon quá trời luôn. Mình mong được ở cái chỗ cho cụ mà được như cụ á. Có sức khỏe rồi, có nghị lực, giúp đỡ cho con cháu, tự thân vận động, không có nhờ vả ai hết. Thấy các chị thấy là cụ đẹp lão không, rất là đẹp lão luôn á. Thank you.
không cụ? Ngon không? Anh có ngon không? Dạ. Anh thấy cô ăn mà con cũng vui nữa. Đây cô ăn không hết là cô bỏ vô là chịu ăn tiếp. Đây cũng không phải lấy, cô bỏ vô một cách này. Chân cẳng này, thấy không? Chân cẳng này. Trời ơi. Thấy cái chân của cô xương cái da không à. Yếu lắm rồi. Yếu lắm rồi. Nhưng mà cô vẫn nghị lực này vẫn đi. Cô no chưa? No rồi hả? Giờ cụ về nghỉ đúng không? Chị ra đón chưa? Xíu nữa hả? Giờ cũng 10 giờ rồi đấy. 10 giờ á cụ. Con ngồi đây chơi với cụ xíu nha. Con ngồi đây chơi với cụ xíu nha. À con có trái thơm tặng cụ à. Tặng cụ hai trái thơm. Con gọt sẵn rồi đó. Con gọt sẵn rồi đó. Dạ. Thơm cái này ăn được liền á. Không khỏi à? À. Cái này cụ cũng được, không có nghĩa là cụ không có mang đi được nha quý vị. Tại vì nó cũng hơi nặng nặng đó thôi, không? Hôm nào có thì cho tiền cụ á. Dạ. Dạ. Thấy cụ ở đâu gì bà cóc? Bà cóc ở đâu vậy? Dạ. Lâu lắm rồi. Lâu. Giờ ngoại ở đâu? Ở ga Hòa Hưng hả? Ở ngoại ở ga Hòa Hưng. Ga xe lửa hả? Ở ga xe lửa Hòa Hưng hả? Ở phòng trọ hay là cô ở nhà? Phòng trọ hay là ở nhà mình? À, nhưng mà con cụ là ở trọ hay là ở nhà? Có nhà không? Có. Có nhà đúng không? À. Tại sao à, người ta cho ở. Nuôi bà ngoại mà để ngoại đi gì vậy? Khổ quá. Khổ quá. Mấy đứa con khổ hả? Nghèo khổ. Rồi nghèo chút phải nuôi bà chứ, nuôi bằng má chứ, sao mà bỏ mẹ vậy? Nhưng mà nó nuôi nói chung là, nhưng mà hàng ngày cụ vẫn đi bán vé số để phụ thêm á. Chỗ này chỗ kia chỗ này. Ngoại bán hết chưa? Dạ hết. Hết rồi. Nghiệp quá trời, ngoại nhiêu tuổi hả ngoại? 89 tuổi rồi. 89 gần 90 rồi. Nghiệp. Ngoại, bà, ngoại ăn có được đâu, bánh này cay lắm, ngoại có ăn bánh được đâu, ngoại có ăn bánh được. Con dễ thương quá à, cho bà cái bánh. Cái bánh dễ thương ghê luôn. Nó kêu cho tiền bà nữa, cho tiền bà nè, ngoại cho tiền con rồi, con cho tiền bà nha. Con cho tiền bà. Tôi đi mua hộp cơm cho ăn. Tôi để hộp cơm, tôi để nước đó.
dòm tôi hoài luôn, chắc tôi đi chắc ăn, bảo đảm ăn. Dạ. Mà cho tiền không lấy. Dạ. Mà bận bộ đồ thấy tội nghiệp dữ lắm, thì gấp nướng nang lang thang mà cho bộ đồ mới không bận là không bận. Thấy ngoài đây, thấy ngoài vẫn gọi là nhìn vậy, nhưng mà ngoài thấy là nhìn thấy ngoài mình có cái động lực đó. Đi mạnh ra ngoài. Thì vậy hả? Con tụi nghiệp bà ngoại không? Con thương bà ngoại bà cóc không? Thương cóc không? Con mới đi đâu về hả? Con đi chùa Ấn Độ. Chùa Ấn Độ hả? Chưa đi, mới đi tới đây gặp bà cóc đó. Đi chùa với bà hả? Chùa với bà vui không? Nó kêu tôi gặp mấy bà già nè, ngoại gặp bà già cho tiền chứ ngoại. Cho tiền ngoại bà cóc. Nghiệp bà cóc. Cái ai đi bán cái số nhỏ. Ngoại cho tiền chứ ngoại tụi nghiệp. Bằng nói vậy là đi bán số. Người ta không có đi học với người ta, tụi nghiệp người ta nha ngoại. Yeah. Tụi nghiệp người ta. Mình cũng ngày là muốn chết. Mình cũng đi làm mướn nè. Tụi mày kêu tao cho người ta. Tao cũng đi mình làm còn, mướn. Còn sức khỏe không? Còn làm được không? Tại nghiệp nó thương người lắm, thằng này á. Nhóc chơi thương quá. Gặp thương người lắm. Ê, bà ngoại chừng nào đi về nhà? Ngoại đi xe gì? Có con ra chợ cho. Con ra chợ hả? Hả ngoại? Con trai hả? Con gái chợ? Gái chợ. Ê, con chúc bà ngoại sống lâu trăm tuổi nha. Con đi chùa nghe ngoại nha. Đi nha cậu. Dạ, lại chào chùa. Cô nha. Cảm ơn cô. Dạ. Ngoài dưới thì sức khỏe nha. Hôm nào con có gì con ghé ngoài nha. Dạ. Rồi quý vị ơi, Kiên cũng xin phép. Con xin phép ngoại nha, hôm nào con ghé. Rồi con cũng phải đi về rồi. À, quý vị có dịp thì hãy đi qua con đường ngã tư đường Lê Thanh Sơn và đường Trung Định nhé. Ngoài ai đứng ở đây có thể là mua vé số ủng hộ ngoại, cũng có thể là mua cơm hoặc là phụ giúp ngoại một ít để ngoại gọi là có một cái số tiền ngoại ăn uống hàng ngày, sinh hoạt hàng ngày, vượt qua được cái này nhá. Ở cái tuổi ngoại mà vẫn phụ giúp con cái rồi ngoại có đi bán vé số là mình thấy rất là khâm phục ngoại. Mà qua cái câu chuyện này thì mình cũng học hỏi được rất là nhiều về cái nghị lực sống, về cái tình người. Dạ. Dạ. Con hôm nay con mới gửi cô rồi. Hôm nào con qua con lại gửi tiếp nha. Cho tiểu đi. Dạ. Hôm nào con qua là con sẽ các cô chú sẽ giúp đỡ ngoại nhiều hơn nhá. Dạ. Nhá, hôm nào ngoại bảo cho ngoại chịu đi. hôm nào qua thì con các mạnh thường quân mà giúp thì con sẽ gọi là kêu gọi mọi người giúp đỡ cụ nha. Dạ. Cụ yên tâm. Dạ. Đấy, ngoài cũng luôn mong muốn là có thêm kinh phí để có thể là có cho con các cháu đó tuổi này rồi. Xin chào tất cả quý vị nhé, hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Mong rằng là ngoài sẽ được nhận được nhiều cái sự trợ giúp của tất cả mọi người. Rồi, bye bye nhá. Ngoài chào cả nhà đi. Chào cả nhà. Ngoài biết chào cả nhà ấy nhá. Rồi. Chào gương ngoài. Mình ngoài đi yếu lắm rồi quý vị ạ. Mới còn xách túi đi này. Tại hôm nay mình cho thơm thì ngoài không thể nào ngoài xách được. Cho ngoài tiền thì ngoài còn cầm được cái cho đồ, ngoài không xách được cái túi mà ngoài còn lê. Mình thử đi xem ngoài đi đâu nhá.
Đấy, quý vị thấy là ngoài đi cũng không nổi đấy nhá, có cái gậy nhỏ nhỏ ngoài trống á. Ngoài là đó ngoài ngồi đợi con của ngoại ra trước rồi. Thôi mình cũng xin chào quý vị đấy, mình đi phải đi về. Hôm nào mình sẽ qua, mình sẽ giúp đỡ ngoại nhé.